Em chào cả nhà nhé. Phiên tối của ngày hôm nay thì em có một số những cái mặt hàng xả sập sàn như là Đai Châu này, Cửu Bảo Tiên này, Corat Coki, hàng đang có nụ nhá, Vanda, Denzo, những cái hàng thân thòng như là Trầm, Hạc Vĩ Hồng, Di Linh Trắng. Số điện thoại liên hệ đặt hàng ở bên nhà em là 0981 550 768. Địa chỉ vừa lan là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định nhé. Đây bây giờ Coki này, với lại cái dòng nhạn. Nhạn của nhà em năm nay được mùa nhạn nhé. Và ra rất là nhiều luôn, kiếm nữa ạ. Các bác nào mà có nhu cầu sưu tầm những cái dòng này thì mình cứ kết nối trực tiếp vào Zalo, số điện thoại em ghi vào màn hình nhé. Em sẽ quay, sẽ chụp chi tiết hơn cho mọi người. Còn sau đây thì em sẽ đi lên em báo giá từng cái mặt hàng một ạ. Coki cánh sáp nhá. Hôm nay em về được cái lô này, cây đẹp vô cùng luôn ạ. Nó có hai dáng chậu nhá. Một là dáng chậu cây mẹ con, như mẹ con này này, một cây nó sẽ to vượt hơn so với cây còn lại nhá. Và một dáng chậu hai cây sinh đôi, hai cây đều nhau này. Giá tiền thì bằng nhau, đều là 120.000 cho một chậu hai cây. Và em bán từ hai chậu, các bác lưu ý cho em đoạn này này, em bán từ hai chậu, phí ship cho hai chậu là 30.000. Các bác mua từ ba chậu trở lên thì em Thúy sẽ miễn phí vận chuyển cho mọi người nhá. Mọi người lưu ý cho em này. Và cái dòng Corat Coki này thì em Thúy có hai mặt hoa. Đây ạ. Một là màu hồng trắng, hai là màu hồng hai là màu tím trắng. Cái dòng này nó là dòng bông tròn, cánh tròn dày, hoa cực kỳ thơm và rất là bền hoa nhá. Phải nhấn mạnh cái dòng này là cái dòng Coki này, hoa của nó thơm lắm, thơm vô cùng thơm luôn. Đây cây đây ạ, còn hình ảnh thực tế này. Cây cực kỳ đẹp luôn nhá. Các bác có thể nhìn này. Hàng này nó hàng giống. Năm thứ tư rồi. Năm nay là bắt đầu là nó sẽ ra hoa bói để phục vụ cho cả nhà mình nhá. Yêu vô cùng luôn. Còn bác nào mà mình thích cái hàng trưởng thành mà đang có nụ ấy ạ, em cũng có hàng đấy nhá. Bác nào mà quan tâm đến cái hàng mà đang có nụ sẵn rồi thì alo trực tiếp cho em. Em sẽ chụp hình báo giá qua Zalo cho các bác nhá. Tiếp theo video thì em sẽ lên chia sẻ đến các bác một cái combo Denzo nhiều màu của nhà em. Để em sẽ lướt qua cái bảng màu cho mọi người nhìn nhá. Hôm nay thì em sẽ lên một cái combo Denzo 5 cây, giá là 290.000, em miễn ship nhá. Mọi người có thể theo dõi cái bảng màu này. Và các bác lấy cái màu nào thì các bác báo em sẽ nhặt cho mọi người nhá. Đây. Em có bà liễu nhá. Cái đây ạ, nói một chút tại vì không là về các bác lại thắc mắc là sao nó lại có hai cái loại lá. Em có lá mít này, với lại cái hàng lá dài này. Lá dài này nó là cái bà liễu nhá. Thân nó dài, thân dài này, lá dài này. Nó là cái dòng bà liễu xưa nhá. Đây. Đấy. Còn cái dòng thân mập này, thân mập lá mít này, tròn xoe này nhá. Thì nó là cái dòng chớp. Chớp với lại vàng đỏ nhá. Em bán đồng giá cho mọi người. 290.000 một combo 5 cây. Các bác lấy 5 cây bà liễu không cũng được, hoặc là các bác trộn màu cũng được nhá. Cứ 290.000 là các bác sở hữu được một combo 5 chậu rồi. Đấy. Tiếp theo đây nó là cái dòng hạc vĩ hồng các bác nhá. Hạc vĩ hồng mọi người ạ. Đây, em quay chi tiết cây cho mọi người nhìn này. Dòng này thân lá xanh mướt luôn nhá. Một chậu hạc vĩ hồng có giá là 160.000. Và nó cũng giống như những cái mặt hàng thân thòng khác em đã lên. Em sẽ bao ship từ 3 chậu và đi đơn từ 2 chậu trở lên nhá. Các bác lưu ý cho em này là em bán từ 2 chậu và phí ship cho 2 chậu là 30.000. Còn các bác lấy từ 3 chậu trở lên thì em mới miễn phí vận chuyển nhá. Hạc vĩ hồng này, hoa của nó cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Thơm nhá, cái dòng hạc vĩ này hoa của nó cực kỳ thơm. Hạc vĩ hồng thì màu nó đậm đà hơn cái dòng hạc vĩ thường nhá. Đây các bác có thể chiêm ngưỡng này. Hạc vĩ thường thì cái cánh bọc ở bên ngoài nó sẽ nhạt hơn một chút. Còn cái hạc vĩ hồng này này,
màu sắc còn sắc nét hơn nhá, nó đậm đà hơn. 160.000 một chậu thôi mọi người. Một chậu như thế này này. Đây. Đó. Yêu chưa? Tầm này chưa có hoa về các bác chơi thân chơi lá cũng thấy phê nhá. Lá nó mướt mát nhá, xanh non mơn mởn luôn. Đấy. Đây là em buộc lên, em giữ cái thân để cho nó đỡ lòe xòe, lúc đóng hàng thôi đã đảm bảo nhá. Về nhà mọi người thì mọi người tháo ấy ra. Tháo những cái dây ra cho nó rủ xuống cho nó đẹp. Cái này các bác không thích chậu nhá, không thích trồng chậu ấy ạ. Nhiều bác là hạc vĩ này mình thích ghép lũa ấy. Về mọi người bỏ ra mọi người ghép lũa được nhá, nó không ảnh hưởng gì đâu. Và đây nó là cái lô giả hạc Pháp hoa Tết này. Một giò siêu to khổng lồ như này có giá là 140.000 thôi các bác. Có 140.000 một giò thôi nhá. Hoa thì tím đậm, tím ngắt như thế này. Màu sắc cực kỳ là đậm đà. Thơm nhá. Những cái dòng này hoa thơm nhá các bác nhá. Hoa nở chuẩn Tết luôn này. Một chậu giả hạc Pháp như thế này có giá là 140.000 một chậu nhá. Và em cũng đi đơn từ 2 chậu và từ 3 chậu trở lên thì em mới miễn phí ship ạ. Đây mọi người nhìn cho em này. Đó. Yêu chưa? Thân tím đậm luôn. Các bác thấy năm nay cái giải hạc Pháp nó rớt giá chưa? Cách đây khoảng tầm 2 năm thôi nhá. Mọi người mua một chậu như thế này này, nó phải là mấy triệu chứ không phải là 1 triệu nữa. Vì em nhớ cái năm đầu tiên em bán giải hạc Pháp này, một chậu của nó tính theo ngọn, tính theo ngọn nhá. Em nhớ là cái đợt đấy là em bán một chậu được 5 ngọn, nó đã rơi vào tầm 750.000 rồi. Bây giờ các bác mua này, rẻ chưa? Chậu này của nó cứ tính phải trên chục ngọn nhá, trên chục ngọn nhá. Em không đếm chi tiết tại vì là quá chậu nó nhiều ngọn, chậu ít ngọn. Những cái chậu ít ngọn này thì thân nó dài nó mập hơn này, còn những cái chậu nhiều ngọn thì thân nó sẽ ngắn và nó nhỏ hơn nhá. Đấy, nó có cái phép bù trừ mọi người ạ. Chứ không thể nào mà vừa to vừa mập vừa dài mà lại vừa nhiều nhá. Nên là các bác mà lấy chậu mà nhiều thân thì phải xác định là thân nó sẽ nhỏ và nó ngắn. Còn chậu ít thân thì thân nó dài và nó mập hơn nhá. Di linh trắng của nhà em siêu đẹp chưa các bác? Này, hàng thân nó mập vô cùng luôn nhá. Yêu lắm, dòng này là dòng hoa Tết ạ. Một chậu như thế này có giá là 120.000 một chậu nhá. Và các bác mua từ 3 chậu trở lên thì em sẽ miễn phí vận chuyển cho mọi người. Đây một chậu này, xen kẽ cả thân tơ lẫn cái thân hoa cũ. Cái thân hoa cũ này mọi người để lại mà ươm ki nhá, mặt bông này. Một màu trắng tinh trắng muốt. Cái dòng này thì hoa cực đẹp rồi. Thơm lắm. Thơm lắm luôn đấy ạ. Đây em quay sát vào cây cho mọi người nhìn này. Một chậu thì nó xen kẽ cả thân ngắn thân dài các bác nhá. Chiều dài trung bình của nó thì nó cứ dao động khoảng tầm từ 20 đến 5-60 nhá. Tầm này hàng nó đang đi ngọn. Cái này mà các bác chăm sóc tốt đấy ạ, cái chiều dài tối đa nó đạt khoảng tầm 90 đến 1 mét đấy. Cái dòng thân thòng này này, hoa của nó siêu thơm, dày hoa nhá. Cái dòng này hoa nó phun dày lắm, gần như là từ gốc đến ngọn đấy ạ. Trầm cổ hoa ra chuẩn Tết cả nhà nhá. Này, thân mập nhá. Thân mập này, nó như cái ngón tay này. Có thân thì nó như cái ngón tay cái, có thân thì nó nhỏ hơn một chút nhá. Chứ nó không thể nào nó như cái ngón chân cái đâu các bác nhá. Một chậu như này có giá là 120.000 một chậu nhá. Thân ngắn, thân dài, xen kẽ. Đây cái dòng này thì hoa nó ra chuẩn Tết. Trầm cổ này duy nhất một mặt hoa này. Màu này nó là dạng màu tím đỏ nhá. Hoa siêu thơm. Và cái dòng trầm này thì hoa của nó rất là dày hoa. Gần như nó sẽ phun từ gốc đấy ạ. Mọi người nhìn hoa ở trong hình này. Gần như là nó sẽ phun từ gốc đến tận ngọn luôn nhá. Đây, em quay chi tiết vào cho mọi người đây. Có những cái chậu nó nhiều thân này thì thân nó sẽ nhỏ hơn nhá. Và nó ngắn hơn. Và những cái chậu mà ít thân như này này, chậu nó được khoảng tầm 2 thân này này thì thân nó tương đối là mập nhá và cao. Cái dòng trầm này thì khi mà nó thắt ngọn ấy ạ thì cái chiều dài tối đa nó đạt khoảng tầm 90 cm nhá. Đây.
Cái này về thì mọi người sang chậu cho em, sang chậu cho em. Cái giá thể để mọi người thêm vào thì các bác có thể thêm rêu, hoặc chủ yếu là mọi người thêm cho em dớn vụn nhá, dớn vụn hoặc là vỏ thông vụn nhá. Mướt mát rất là đẹp luôn này.